Đây, xin chào tất cả các anh chị, các bạn thân mến. Ở video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị có một cái file của khách hàng gửi bằng file PDF. Đây, mình sẽ mở lên cho tất cả các anh chị nha. Thứ nhất, đây là một cái file PDF với số lượng là khoảng 548 trang. Mình in hai mặt bằng sử dụng máy in photo Savin 4075. Hoặc là những cái dòng máy photo hiện tại bây giờ đều có chức năng in qua card mạng hết. Thì ở đây, cái file này nó có một cái đặc điểm, tức là các bạn sẽ khi mà các bạn thu nhỏ lại, các bạn sẽ thấy nè, các anh chị sẽ thấy nó như thế này, tức là cái lề của nó rất là sát. Nếu mà chúng ta mà in á, mà hai mặt chúng ta để đóng thì chắc chắn có thể là sẽ không được. Bây giờ mình sẽ sử dụng thử là Ctrl B nha. Các bạn sẽ thấy đây là cái lề của nó. Thì ở đây các bạn sẽ bấm, ở đây nó có hai chế độ. Thứ nhất là trong những cái video trước mình cũng có chia sẻ rồi, thứ nhất là khi mà các bạn bấm, các bạn sẽ coi ở hai chế độ này chứ nào, có thể là phần nong thì nó thụt vô, có khi là phần fit to printer margin thì nó thụt vô. Thì ở đây khi mà mình in ra, các bạn sẽ thấy, mà các bạn chọn qua trang thứ hai thì các bạn sẽ thấy cái lề nó rất là nhỏ ha. Nếu mà chọn nong thì nó vô nhỏ luôn. Do đó mình sẽ sử dụng ở fit printer margin này. Tuy nhiên nó có một cái điểm, đó là khi mà mình in ra. Đây. Khi mà mình in ra cái bảng như thế này thì các anh chị sẽ thấy là đây là cái lề đóng nè. Tại nó rất là sát, phải không? Nó không có đóng được, rất là sát, nó không có đóng được như thế này. Và khi mặt hai nó cũng vậy. Thì do đó ở đây mình sẽ có một cái cách để mình làm như sau. Đó là khi mà các bạn mở lên cái file này như thế này rồi, các bạn ấy rồi, thì các anh chị vào đây cho mình nè, mình chọn máy in ha. Mình chọn máy in như thế này. Sau đó các bạn và các anh chị chọn vào cái priority. Chọn hai mặt. Bên phần doublet nè, các bạn chọn hai mặt ở đây cho mình. Ở đây cũng là khổ giấy đứng thì ok rồi. Bây giờ mình sẽ qua phần paper. Thì đây paper các anh chị và các bạn là chọn cái khay của mình. Nếu các anh chị mà muốn in ở khay 2 thì các bạn chọn khay 2. Muốn in ở khay 1 thì các bạn chọn khay 1. Thì ở đây chúng ta in hai mặt thì nó ở hai cái khay này thì nó tốt nhất. Và ở đối với ở khay 1 thì tốc độ in nó sẽ nhanh hơn, do đó mình khuyên các bạn và các anh chị là lên in ở hai ở khay 1 của cái máy photo của mình thì sẽ tốt hơn. Thì sau khi chọn nó rồi thì các bạn và các anh chị sẽ thấy trên đây nè, nó sẽ có cái phần zoom. Đây, phần zoom thì các anh bạn và các anh chị sẽ click vào, test vào trong phần zoom này cho mình nha. Thì ở đây các bạn và các anh chị sẽ thấy nè, nó sẽ ở đây nó đang là một dạng là 100%. Thì các bạn và các anh chị ở đây hạ xuống có thể là 90, 85, 80, 70 ha. Thì ở đây mình sẽ hạ xuống 90. Thì khi mà hạ xuống 90 rồi các bạn bấm ok và mình sẽ in test thử một tờ hai mặt như thế nào. Ví dụ bấm hai mặt. Rồi sau đó các anh chị bấm ok. Thì các bạn sẽ xem thử các bạn test nó như thế nào. Thì để sau khi mình canh chỉnh xong, sau đó mình sẽ nếu mà nó còn chưa đủ lề, nó còn mà cái lề nó còn sát quá thì các bạn có thể là tiếp tục thu nhỏ xuống là còn 80% hoặc là 75%, 70%. Khi nào mà các anh chị và các bạn cảm thấy mà cái lề nó đã đóng được ok thì lúc đó chúng ta sẽ in ra hàng loạt. Rồi. Bây giờ ở đây mình sẽ chọn đây là 90 và sau đó mình sẽ bấm mình in ha. Ok, sau khi mình chỉnh xong ha, các bạn sẽ thấy thế này. Thì bây giờ máy nó in ra thì các bạn sẽ thấy có một cái như này. Các bạn sẽ thấy bây giờ cái lề đóng của mình nè. Cái lề đóng của mình bây giờ là cái gáy này nó cách xa rồi. Các bạn có thể chỉnh tới chỉnh nhỏ hơn một chút cũng được, tại vì ở đây mình đang chỉnh ở khoảng 90%. Do đó khi mà các bạn muốn chỉnh khoảng 80, các bạn cảm thấy như thế này, khi nào mà cái gáy của này mà nó đóng được thì các bạn cứ ok, các bạn thi tự test một tờ trước khi chúng ta in hàng loạt ha. Thì đây là một cuốn sách rất là dày, khoảng 200 năm mấy trang á. Thì nếu mà các bạn như cái cách đầu tiên thì chúng ta sẽ không đóng được gáy, nhưng mà bây giờ mình sẽ in thu nhỏ lại trên file PDF thì nó sẽ đóng được gáy và nó hoàn toàn có thể lật ra thoải mái cho khách hàng. Rồi sau khi mình in xong thì mình đóng gáy cho khách hàng rồi mình giao cho khách hàng thôi. Đó là một trong những cái kinh nghiệm nhỏ mà mình nghĩ là nếu mà các bạn mà lần đầu tiên các bạn gặp thì các bạn sẽ rất là bối rối. Hy vọng ở video này nó sẽ giúp ích
cho tất cả các bạn, đặc biệt các bạn và các anh chị mới vào nghề. Khi gặp trường hợp này thì các bạn và các anh chị có thể là sử dụng những cách của mình đang chỉ cho các bạn, các anh chị, để chúng ta sẽ áp dụng vào trong công việc của mình. Nếu các anh chị thấy video này có hữu ích thì các anh chị hãy bấm like và share video để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu các anh chị và các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình có chia sẻ những video mới lên thì các bạn và các anh chị có thể là người theo dõi, nhận được thông báo và theo dõi những video chia sẻ của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, các anh chị ở video sau. Chúc các anh chị, các bạn ngày làm ăn ngày càng phát đạt và thành công trong công việc của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Bye bye.